Kính thưa anh chị em, hôm nay thứ sáu tuần 28, chúng ta lại tiếp tục uh, suy niệm tin mừng Thánh Luca chương 12 câu 1 đến 7. Chúng ta cùng trao đọc tin mừng. Khi ấy đám đông tụ họp hàng vạn người đến nỗi dẫm đạp lên nhau, bây giờ Đức Giêsu bắt đầu nói trước hết là với các môn đệ. Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết Vì thế tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày Và điều anh em rỉ tay trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà Thầy nói cho anh em là bạn hữu của thầy được biết Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai Hay sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hòa ngục Thật vậy thầy nói cho anh em biết anh em hãy sợ đấng ấy năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào phải không thế mà không có một con nào bị bỏ quên trước mặt thiên chúa ngay đến tóc trên đầu của anh em cũng được đếm cả rồi anh em đừng sợ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ kính thưa anh chị em lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu ngày hôm nay à, đối với các môn đệ coi chừng men Pharisee đừng sống cái lối sống giả hình à, cho chúng ta thấy cái quan cảnh thật ấn tượng à, đám đông tụ họp lại hàng vạn người đến nỗi dẫm lên nhau họ đến để làm gì đơn thưa đơn giản là họ đến để nghe lời đức Giêsu giảng dạy à, đến để gặp đức Giêsu nhận diện ra người và nhân cơ hội đó đức Giêsu khuyến cáo các môn đệ về điều mà người gọi là men biệt phái tức là thói đạo đức giả. Ở trong mọi sinh hoạt của cả hai lĩnh vực tôn giáo cũng như xã hội ấy, người pharisêu thường biểu lộ sự giả hình, điều này chúng ta biết rồi, quá biết nữa. Cái ngôn ngữ và hành vi không có sự bất nhất, cách sống trang nghiêm bên ngoài chỉ là giả dối, lòng đạo đức chỉ là cái vỏ che giấu bao điều xấu xa bên trong. Mặc dù là những người biệt phái là những người hiểu biết và tin sưng, đức tin vào Thiên Chúa Nhưng mà cái cuộc sống giả hình của họ đã chứng minh điều ngược lại <laughs> Chứng minh điều ngược lại Nếu họ hiểu biết Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự Thì sẽ chẳng dám giấu người qua lối sống giả hình của họ đâu Nếu họ tin Thiên Chúa là đấng quyền năng và có quyền phán xét Ân thưởng và luận phạt Họ sẽ sống khác đi Đấy. Chính cái lối sống đạo đức giả của những người biệt phái mà Đức Giêsu gọi là men ấy, như một chút men được hòa trộn vào khối bột sẽ làm cá khối bột dậy men. Nó trở nên nguy hiểm bởi chính cái đặc tính này. Nó dễ dàng thấm nhập vào tâm hồn và tâm trí của người khác, biến đổi họ trở thành chính cái chất men giả hình. Để làm dậy cái men xấu ấy Nơi những con người khác nữa Nó hấp dẫn người ta đến để... Hấp dẫn người ta lắm đấy Khiến người ta thường đánh giá sai lệch à, hoặc là lầm tưởng về bản chất của một con người với bao nhiêu sự xấu xa bên trong lại được che giấu bằng cái dáng vẻ đạo đức trao chuốt ở bên ngoài. À, mặt khác, với sự tự hào về tri thức này, am tường lề luật kinh thánh nhỉ, đấy, những người biệt phái hay có tính cao ngạo kể cả khinh thường những người khác những người mà họ coi là mặt hạng <laughs> những người mà họ coi là mặt hạng đó là những người không an tường giáo lý chẳng biết tuân giữ lệ luật như họ cả họ khinh bỉ ra mặt đó thưa anh chị em vậy thì đứng trước một đám đông tuôn đến với mình nếu không cẩn trọng không trong sáng và không ngay chính với lương tâm với sự chân thật có ở nơi mình để sống sự thật và phục vụ cho sự thật Đức Giêsu sợ các môn đệ cũng dễ bị cám dỗ trở nên quan trọng hóa chính mình À, quý mến cái vị thế của mình Cái vai trò ưu tuyển của mình Đồng hóa cái sự hấp dẫn là chính mình Tự tin Mình hoàn hảo Mình nắm giữ chân lý Lên mặt dạy đời Để rồi kết quả là gì Không những đánh mất chính mình Còn còn mang án phạt của Chúa Những hành động Những lời ăn tiếng nói Trong nếp sống hàng ngày của người môn đệ trong thiên thần Chúa Giêsu ấy là phải phù hợp với tâm hồn, phải chân thành, phải trung thực. Bởi vậy, Chúa dặn căn dặn các môn đệ cẩn trọng, hãy cẩn trọng, vì chẳng ai có thể che đậy giấu giếm tâm hồn mình mãi được. Không có gì giấu ẩn bên trong mà không có ngày bị lộ ra. Sự chân thật, sự chân thật phải đi đôi, phải luôn đi đôi với nếp sống đạo đức. À. Cả hai điều này vừa giúp cho người môn đệ ngăn ngừa À, chất men biệt phái thấm nhập vào mình, à, vừa ngăn ngừa à, mình trở thành một cái men biệt phái đi đi hấp dẫn những người khác đi làm hại những người khác, vừa chứng tỏ mình là người con người đáng tin à, bởi sắc tính mình đang sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa dưới ánh mắt của Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự. Bởi vậy cho nên chúng ta dễ hiểu đức Giêsu Giê đã cảnh báo à, tất cả những cái gì mà anh em nói đêm hôm sẽ được nghe giữa ban ngày và điều anh em rỉ tay trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà chắc chắn là cái nếp sống chứng tá và lời chân lý của các môn đệ sẽ làm nhiều người quen với lối sống đạo đức giả khó chịu bực tức dẫn đến xung đột à, và điều đó thường xảy ra trong đời sống của người môn đệ sự đe dọa và những mối hiểm nguy có thể làm cho các ngài nhiều khi phải chọn sự an toàn với cái thái độ im lặng làm ngơ không dám lên tiếng cho sự thật không dám làm chứng cho sự thật. Đức Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu. Đức Giêsu biết rõ khuynh hướng của con người là ham sống sợ chết. Nhưng một khi người ta hiểu được những gì xảy ra sau khi chết, chắc chắn họ sẽ dễ dàng chấp nhận lời của Chúa hơn. Sẵn sàng họ sẽ dễ, dễ dàng chấp nhận cái chết đến với mình hơn. Vì vì với xác tín, Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống lẫn kẻ chết. Thiên chúa là đứng toàn có quyền năng phán xét và sự phán xét của Thiên chúa là công minh và không ai có thể biện minh cho mình vì ra bất cứ một lý do nào khi đứng trước mặt Thiên chúa, thưa anh chị em. Cho nên Đức Giêsu khích lệ các môn đệ gì, hãy trở nên giống như người học lấy tâm tình của người. Ngài nói với tất cả cái sự hiểu biết và cái kinh nghiệm của ngài đấy chứ không phải là một cái sự chấn an các môn đệ đâu. Câu nói của Ngài, đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà sau đó không làm gì hơn được nữa và phải sợ đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hỏa ngục. Phải sợ sự phán xét, sự thưởng phạt của Thiên Chúa, Thiên Chúa đấng công minh. Thiên Chúa đấng có quyền năng trên sự sống và cái chết. Lo sợ trước những gian nan những thử thách và sao xuyến chiếc các kiểu bắt bách hại là phản ứng tự nhiên của con người. Chúa Giêsu biết, nhưng Ngài muốn các môn đệ muốn chúng ta phải vượt qua những phản ứng tự nhiên này bằng một lòng tin tưởng mạnh mẽ đối với Thiên Chúa quan phòng và yêu thương. Ngài dùng ví dụ năm con chim sẻ bán được hai xu thế mà Thiên Chúa vẫn còn nhớ tới chúng lo cho chúng không bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Và Chúa còn nói là ngay cả tóc anh em trên đầu được đếm cả rồi. Chứng tỏ là Ngài quan tâm đến chúng ta. ngoài, ngoài quan tâm đến số phận của chúng ta và ngài muốn cứu rỗi chúng ta đấy xin nên chị em cùng tôi chúng ta dâng ít phút để cầu nguyện lạy chúa giêsu cái thứ men của biệt phái của lối sống giả hình mà chúa ghê tởm mà khuyến cáo các môn đệ phải tránh xa hôm nay nó đang tràn lan như căn bệnh mãn tính nó thấm nhập và tàn phá mọi tâm hồn con người hủy hoại mọi giá trị chân thật trong mọi khía cạnh của cuộc sống nó tác động mạnh mẽ vào mọi cơ cấu của xã hội và tôn giáo và đang làm dậy lên cái thứ men chết chóc đó xin chúa giúp chúng con biết sống ngay thật với chúa và ngay chính đối với mọi người để mọi khía cạnh của đời sống chúng con luôn trở nên là chứng tá cho ơn cứu chuộc của chúa Xin làm cho chúng con vững tin vào sự quan phòng khôn ngoan và quyền năng và tình yêu mà Chúa luôn dành cho chúng con. Amen.